ông làm cái gì mà bây giờ người lớn họ tìm tới tận cửa vậy? Hả? Tìm tới cửa gì? Mới nãy tôi mới thấy hai bác, ba má của ông với lại ba của Châu tức tốc đi tìm ông kìa, có chuyện gì vậy? Vậy bây giờ ông cũng qua nhà tôi luôn nha, gấp. Ủa mà có chuyện gì? Alo. Ê, cái gì vậy? Cái thằng này rồi bây giờ làm sao đây? Ủa, anh Thái. Huệ. Dạ. Vậy cố tin đây rồi. Ủa, Huệ, Huệ, bây giờ em đang rảnh đúng không? Ừ. Nếu vậy á, đi với anh qua nhà con Tuấn, có chuyện gấp. Đi qua nhà anh Tuấn hả? Ừ. Ờ, vậy thôi anh đợi xíu đi, em chạy về nhà anh thay bộ đồ, cái em chạy qua anh Tuấn. Không có kịp đâu, chuyện gấp lắm, đi liền với anh. Ừ. Nhưng mà không được, đường này với nãy hai bác đi rồi. Đi đường tắt lẹ hơn. Đi đi đi, lẹ 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 lẹ. Em bây giờ. Đó. Nếu không như vậy á, là chuyện của ông với Châu bại lộ là cái chắc.